Lục Văn Sục Phạt. Cả sau đây, xăm bật tiền sẽ thực hiện nâng cứ, nông phú tấu, hạc thị vọt, rùm, tiền ca, hạc thị vọt, đó bật tiếp, miền chi bật tiếp thu thi, miền ca rút nâu, miền tiếp bật xa làng chiếc môn nền dần hay môi tiết, môn nâng tự hạc thị vọt, nâu xăm bật tiền đây sẽ thực hiện đề phán, đó là ôi đó rõ thập bà lắng, cứ tha xăm bắp hay nâng anukrat nâng cứ nằm râu ôi miền ca, hiện xa mùi có thư phật xa dù bó vì cái chìa phù rọt mùn lửa thàn chì mùn hơi trâu ở miền ca dù lửa phùm vì phù rọt mùn lửa thàn chì mùn đại lại phía tràn đại nhóm bàn chọc tấu chú phía chìa phù rọt tố đại rộng phá phá phó đại xa tại xàm bà tiên đại sẽ tự cách nâng cứ thà mình đại miền cọng phùn ná đại tự thư ca phật xa trao chì ríu ông phí phá phá phó kháng phá nạch phá rịch thàn kháng phá nạch phần cung chúng tôi nên chịu phật môn thế và ở tại ban nhà ban thì mui có ban để anukrat để bị cáp đó tại tam tiền tất cả những người ta cầm phun phi trán cứ tới đó chấp đá việt tí lục sáng sụp hiệp nhâm sum bị trẻ thành trẻ ơi cáp đó tại tam tiền tất cả chung cầm phun thử cả sửa sa cam ban thử lang tất tam lợi chấp hơi cả người này có ban thử chỉ trán chăn mà hơi đại hơi chia thom mà đã cầm hôn được từ đại ban riêng hai thằng cô cá rồi có ban chấp ban an nhà nói an vượt xăm tiền đây sẽ được cái từ lúc trời thưa cá sắp xa về ngoài hai bà bỏ bà than ông cùng là ngày ấy là từ đại thưa cá sắp xa về ngoài hai bà bỏ bà than ông cùng hơi riêng chăm chiều bài cả hơi nó từ lúc thời tạm một cơ xuông bài thán đại chiếc thả bàn miền smart kênh trong cả bình đất để lừa bài cả bình đất tròn á bình đất tròn nâng cứ cơ xuông bài thán chiếc cơ xuông miền smart kênh đặt nòm cả bình đất tròn bài cả nâng hai bình đất tròn nâng đáy có miền bàn ta cơ xuông thả bàn bẹp con cho rùm chìa lẹ nạ ôn rạ cơ xuông lục xây nhóc bàn thảm ca sức xa bị kho bác bó dùng công mà nâng bài thán cứ rô tha bị ba đầm râu ở cồn hôn thưa hai cồn hôn trâu miến cồn hôn trầm miên kê cho mau quay đầm lại hai ở quay đà miên bác bó ở vị trí miên tích tuốt dương nằng phía dương ca đầm râu tam nằng tật tiệt dương ăn được lại ná cứ tay trầm miên thò bác bó phần tay rô tha bị ba ban miên cầm nặng cam một cá cho từ đó sai thò bác bó nằng trong cách hà cồn hôn thưa ở vị trí dương can tại vị trí miên cứ bác bó nằng cứ là o thưa là o mà nên bác bó nằng thưa on đi môn đi chịu từ ho khay khay bị muối bị muốn quạt phơi đầm na bị om leang nắng bị cái bông sứ màu pink xua quạt mưa thả táo quạt phơi đầm na ở địa cây của mình đầm mình mau à lỡ nắng quạt phơi đầm na ở địa cây của mình mau anh ấy còn là cá phơi đầm na nó người ăn chừng nên mang trở này bài xa cầm hôn bàn chui thưa phơi ở vị trí chốn nó mà đông nắng lại na để om in phơi dùng bàn để chui phơi ở quạt và hơi rót hai bịch máu cọ bán chui phơi phơi chết đầm bay ao miên cá bị bón nằm ở đông nắng trở tí vì muốn qua đó tập lương vỡ ở miền tây hai con muốn mặt ta lương tăng bị khai của bông su mà học sập kiêng cái lỗ là hỗ động lợi chưa được mấy cái sập kiêng cái lỗ là bộ bộ là nó tiền giống như không ôp lương mau học sập cái lỗ đang mau đập bay ở cơ môn vỡ phong ở vị trí vỡ nằm ở đông nam phong hai môi tiết vị trí chốn ở miền sơn la cơ môn của ban trong sơn la hỏi hai hai khoa tham vị ca sơn nẹp sắc xa sơn nẹp kêu bằng riêng là nóng cơ môn mặt trời được xong bay tay mà dạ môn nâng khóa tất ai bàn chân nào ở cơ môn thua bởi lại ai cơ môn bàn thua bởi lại ai thì cũng muốn cái lô đám bay chui vì chỉ chôn bị quan kiếm cơ xa là chật nâng chắc là ní ai cứ chỉ ca hạ bị quạt lại chui ai vì chỉ chôn dương nâng nên chịu thiệp ca là thu thiê trên môn và ngay nâng quạt thua ca ở cơ môn nâng bê tay sử quạt nâng nơi tái cầm bông tại đó hai con ông thầy ca thôi ấy nơi lơ xẻ đang lên nơi về thầy khai thiện con chỗ thái cứ con tục trao ở đây chứ còn mình chụp nô và thêm tiết không về lại con mặt tôi ca ở trong con cặp bơi cặp ấy nữa rồi chụp nô và thêm nhẹ cứ thôi con sẽ bài chất nhưng chưa ra mà rồi nhẹ miên cao sẽ cùng muốn đấy ha thành vậy cho nhưng mà đẹp tiết này con tổm vậy nó cứ còn là tổn được ca bà anh nói ngay cứ chia tho và giáo tại to mà ở vị trí chôn dưới bất bọc dương viên này dục rồi ngay nơi cầm phung sư nó cứ bị rồi chiến liên là cứ chia u sa cam môi để tới cả tôn viên dục chờ ấn
លោកវ៉ាន់សុផាតខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះដូចជានៅខាងជីខលើនៅជីខក្រោមស្រុកប្រែ7ហ្នឹងមកខេត្តកោះកុងហ្នឹងមកស្រីនៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងដែរមុនដំបូងមានការទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអីចឹងបាទពីផលប៉ះពាល់អីខ្លះអញ្ចឹងដែរមិនមែនអត់ទេមានបាទប៉ុន្តែដល់តែពេលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅពេលណាដែលមានការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទាមទារឲ្យមានការដោះដូរដីឬមួយក៏ទាមទារឲ្យមានសំណងតាមតម្លៃទីផ្សារអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅព្រោះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើដីបើអស់ដីទៅឃើញថាវាអត់មានអីពឹងផ្អែកទៀតទេមើលទៅប្រហែលជាក្រុមហ៊ុននឹងឃើញថាដំណោះស្រាយមួយជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាតម្លៃថ្លៃពេកអញ្ចឹងឬមួយក៏មានភាពយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគឺឈូសឆាយដីជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំតែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះដូចជានៅរាជខលើអញ្ចឹងមានខ្លះដីម្ដុំបានមួយហិកតាពីរហិកតាហ្នឹងមុនដំបូងរបស់ហ្នឹងទួលបានតែប្រហែលជា30ម៉ឺនរៀលទេបាទដោយសំឡុតជាពលរដ្ឋថាឥឡូវយកមិនយកបើសិនមិនយកក៏គេយកដែរពីព្រោះអីដីហ្នឹងជាដីដែលរដ្ឋបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយឧទាហរណ៍ដូចនៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងបាទគាត់ដូរដីឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅនៅមួយកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទាល់ហើយគឺថានៅកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងនៅជើងភ្នំហើយសិតតែថ្មបាទហើយអញ្ចឹងមិនអាចដាំបង្កប់ការផលឲ្យបានទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើម៉េចក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរែងអាជ្ញាធរមានកម្លាំងប្រដាប់ពុតហ្នឹងគឺចុះបង្ខំទៅឈូសឆាយហើយបង្ខំជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលសំណងថោកថោកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់មួយចំនួនមកប្រជាពលរដ្ឋចេះតែតស៊ូរហូតមកគឺថាសំណងណាបាទនៅមានការកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមកដល់តែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានខ្លះបានដល់ជាង1000ដុល្លារអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនបានសមរម្យទៅតាមអ្វីដែលជាតម្លៃទីផ្សារទេបាទលោកសៅសុភាពជាទូទៅគឺយើងធ្វើការសិក្សាវិញ្ញាណប៉ះពាល់បឋានសង្គមបើឃើញថាវាប៉ះពាល់ហើយគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ជៀសឲ្យផលប៉ះពាល់ទាំងនោះទាំងទៅលើបញ្ហាបឋានក៏ដូចជាសង្គមហើយសង្គមគឺយើងយល់ហើយថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅឬក៏ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះឯងហើយការងារនេះគឺដូចខ្ញុំបានជំរាបតាំងពីដើមអញ្ចឹងគឺបានអនុវត្តច្រើនឆ្នាំមកហើយវាបានដំណើរការមកហើយរហូតដល់បានផលយកទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិហើយក៏មានបញ្ហាកើតឡើងបាទការងារនេះគឺយើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺបានដោះស្រាយតាមពិតជាកតាបតិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគោលនយោបាយក្តីអីក្តីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលឲ្យគាត់យល់ព្រមហើយគ្រប់រឿងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគាត់ដើម្បីសម្រួលដល់ការងារកសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺគេធ្វើហើយបើសិនជាថាមិនព្រមទេឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះអាហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយដែលយើងហៅថាស្បែកខ្លានឹងឯងអាហ្នឹងដូចថាវារឿងចាស់បន្តិចទៅហើយស្បែកខ្លាហ្នឹងវាអនុវត្តវាអត់កើតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺថាពេលណាគាត់ចង់បានគាត់ទៅឈូសឆាយដីយកតាមដែលអនុក្រឹត្យដែលគាត់ទទួលបាននៃសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់បានរបៀបស្បែកខ្លាជាងទេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេចង់បានដីណាដែលកន្លែងណាគេអភិវឌ្ឍគេអត់ចង់បានម្ដុំម្ដុំម្ដុំខាងណេះបន្តិចខាងនោះទីទេគេចង់បានគឺថាម្ដុំរបស់គេហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺថាត្រូវការបង្ខំដើម្បីដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាលក្ខផងហ្នឹងគឺថាត្រូវឈូសឆាយដីជាពលរដ្ឋដើម្បីយកប្រគ្រប់ចំនួនដីដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកនេះរូបមន្តស្បែកខ្លាហ្នឹងគឺថាក៏អត់បានជោគជ័យដែរបាទដោយសារតែពុំមានតែឯងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្មានការត្រួតពិនិត្យបានឲ្យមានតម្លាភាពទេបាទហើយកន្លងមកនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅចិត្តតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់គឺគាត់បាននិយាយថាពួកគាត់មិនដែលបានទទួលប្រយោជន៍ពីហ្នឹងហើយគេក៏មិនដែលជួយគាត់ឲ្យទៅធ្វើតែចក្ការឬមួយក៏ទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើអីថាទទួលបានសម្រាប់ពីនឹងហ្នឹងគឺថាអត់មានទេមានតិចតួចណាហើយតិចតួចហ្នឹងក៏ធ្វើដោយញើសឈាមគឺថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងទៅស៊ីឈ្នួលគេហៅថាស៊ីឈ្នួលគេមួយម៉ាត់គឺថាវាអត់ស្រួលទេបាទតែធ្វើពេញម៉ោងហើយចង់សម្រាប់ក៏មិនបានឈឺក៏សម្រាប់មិនបានអញ្ចឹងឃើញថាវាអត់មានប្រយោជន៍ប្រមាណពីអរិយការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេ
nhầm khơi nhà phơi khăn nón là riêng anh đang quạt phơi chăng quạt phơi khăn nón là mình đây quạt phơi khăn nón nó quạt thà nè chỉ phơi vài bọc chỉ bờ rót phần mà tam bật tới cái lạnh chìm cả quạt nó quạt thở từ khăn nón chẳng ai làm mấy bật chun lật phơi là đây nhà lật phẳng này chìm cả bọc quạt nó ngầu mà chìm cả đồn bay chìm cả phơi chẳng quạt thở từ khăn nón lại làm mấy áp bị bọt làm mấy tập lật phơi lại chăng phần tai tam bật tới chỉ chạm tới đấy cứ thà và sân chia mình miền phơi nó cọc chia tôi rót hai cái lâu nắng ban tao miền sài chìm cả thưa máu ban thu thì đây mình tôi chỉ lâu thế nhưng mà tì ho đừng nào ở đây chia tôi rót nơi tầm ban ở đây nhé nè để miền cầm con chân kia làm rong được thưa đây nhà hydro power dam ở đây nhà và địa kỳ sinh nên nắng cứ tha hàng tạ không ở đây nhưng cứ tôi đặt đặt khác cứ tha tam học thì sao thì tam máu thà cả thì qua đang đầy miền to to bị giáo cho chia tôi rót nhưng mà mấy lâu có ấp chưa lâu có tôi đặt đặt khác tha mình ơi miền cầm con nắng cứ tha tôi từ áp thì qua cả là làm bây thứ và địa kỳ sinh đi cái phù sa phù đào thông kỳ thom chia đây sai điểm cao mà qua để quạt rót ngay nên còn tha quạt luôn lâu thu kia và nắng ban này có tập trong ban ấy lượt thì nắng hay còn mình chưa tha nè về để cầm phong thư ca của tháng tư nó người miền phía bắc ta lắm đấy miền là phú quốc cái tư mình đánh tranh ti ti nắng tận nữ cái lại đây sen đây mình ăn thuê bán hay miền tây tôi chiến nắng hay mình ăn say từ lơ thông thiên rồi có ăn được phong tây chơi bán đôi ba chỉ bom nắng đấy bà lục sáng sụp hiệp dương khơi ngay than hiệp vô bài than hiệp không sọc dương nông dạy bill mấy mấy cái lo mà nông dạy bill ba chục bằng đây đấy chứ này càng nghe khá vừa miền cả nhiều nhung miền cả ở ao rồi có bạc co ở về tây chưa riêng thì hay thà nội vô bay năng cầu thả bàn và năng đại chụp ảnh hàng sportsman bị bả một phần một cả bả sai và sân chỉ riêng đó từ tam lẻ cái nặng cái chạy cái tê từ tam họ bị giỏi sẽ được cách năng họ bị giỏi chia thông năng chăm chia thà bây giờ mình miền quay được thà đỏ sai một chân thế lục ván sụp hạt và tam tầm nát ra bom chập nổ sụp nổ cam chia đây ông phi ở đây nhờ và ra chơi này dân cả đỏ sai vì đây khí nó cứ than có bay tay anh nhà thôi chia đỏ sai vì đây khí nó ca tầm đặt trong cáo cứ than ở trên tầm đặt luôn anh cứ tới đặt thật nặng lơ cầm phu bắt làm bay thôi cả tầm đặt hay tí tí cứ than thở tay chào thì chia bỏ đây thì phố ấy còn ở trên là chúng tôi thì môi nâng nặng lơ đấy mà mỗi tiết từ riêng nội vô bài giấy bị cho từ riêng nội vô bài thì chia bỏ có tay để một xu nhom cả tháng khi trên tại cho nhom thở về quạt to và nó cứ thả quạt nó kia nè cái nặng bạc cái chàng này chân nhưng thả ảnh nó cứ một bên không chế bát tê tư dương và chia của rốt phục nha cứ nghiên sức phương dấu bài cả hay chỉ bị xét nâu phê đề nghiên bằng hạ đầy phí nữ đôi thả quạt ọ chìm rước quạt đặt nè lịch khắc xong chui ảnh ra cung vì ông cả vớ rồi mùi cái nặng bạc cái chàng này chân tới mình dây tới miên mà chùm nuôn đề khi em cho thật phơ ca nó mà tam sạch bác quạt can cặp không chế bát mẹn ở xa tại mấy con một cặp cá đây là bơi xa thì nặng bằng rót nó cào chấm bắp thì còn mũi cào chấm bắp của một bá trong chấm bắp thì chay chăng khỏi ngay sam sắp thời ha chấm bắp thì còn mũi cứ ấp nhìn một cô na ăn máu rụm lốp chặt vào đây xa thì nặng bằng rót rồi mũi còn đây ai cái chấm bằng rót mà này mà chẳng hay nhìn thì chìm rót bom ôn mà chấm nuốt quạt mình đắng hay quạt học nghiên đầy thi đầy xa quạt nè bắt mong đầy thi nữ sốc cầm nát bắt quạt đòi bằng ca nà mùi đòi có ớt đấy quạt mau cặp ca nữ cả lãnh đầy nhân bỏ rọt nâng chẳng tới à nâng viê bần giấy tam chứ bắp cứ viê khóc nâng chứ bắp mỏ rồi mà chẳng hai bàn là rõ ngay nâng miên là cả lãnh mà chẳng nuốn cái ta kháng khiêm thức ca dân tình nất mới từ lưu xa bà đa bỏ rương quạt nâng này và xâm dị quạt ở rút nữ mà căn cặp đầy đòi khóc chứ bắp chẳng cứ tha nâng dương đang tại bằng hành vì cá bắt đầu quạt đài thả quạt một ruộng nơi nâng cứ thả và tam chỉ bắt cứ thả quạt như lẽ nào mình sọp là tê